bốn công việc làm thêm cho tuyếp người hướng nội hoặc eq thấp có nghề có thể kiếm được hàng trăm triệu dưới đây là bốn công việc làm thêm cho tuyếp người hướng nội người có eq thấp vì đặc điểm tính cách mà người hướng nội và người hướng ngoại sẽ có lựa chọn nghề nghiệp khác nhau người hướng nội thường không giỏi giao tiếp và thích các công việc ít tương tác tưởng chừng đó là những nhược điểm của người hướng nội trong thị trường lao động song nhiều người vẫn rất nổi bật ở những vị trí nhất định phù hợp với họ ví dụ như các công việc cần sự tập trung làm việc độc lập Mặt khác, nếu bạn là tuyếp người hướng nội và đang tìm kiếm một công việc làm thêm thì đừng quá lo lắng bởi ngoài kia có rất nhiều nơi cần đến bạn. Để chứng minh cho điều này, dưới đây là 4 công việc làm thêm không chỉ phù hợp cho người hướng nội mà còn thích hợp với người có EQ thấp. 1. Làm khảo sát Nếu bạn có vài phút rảnh rỗi và muốn chia sẻ ý kiến của mình, hãy cân nhắc tham gia các cuộc khảo sát trên các trang web như Survey Junkie và Inbox Dollar. Sau khi hoàn thành khảo sát, bạn sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc thẻ quà tặng. Cụ thể, bạn sẽ điền một số thông tin cá nhân để hiểu về nhân khẩu học và vị trí địa lý của bản thân, sau đó xem các tùy chọn cho các cuộc khảo sát khác nhau mà bạn có thể thực hiện liên quan đến bán lẻ, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm công nghệ và chăm sóc cá nhân. Hầu hết các khảo sát thường mất đến 20 phút. Bạn sẽ không kiếm được hàng nghìn đô la mỗi tháng khi làm việc này. Jen Gerland, người sáng lập bờ dài Madit for Hire và là người tạo ra bản tin Mandy Pick Me Up và Odds Newsletter Letter khẳng định. Hầu hết những người đánh giá cũng chia sẻ rằng họ chỉ có thể kiếm được vài đô la mỗi giờ, nhưng số tiền đó có thể tăng lên nếu bạn làm chăm chỉ. 2. bán quần áo cũ. Nếu bạn có một tủ đầy quần áo cần thanh lý, hãy cân nhắc bán chúng trên các trang như Potma, Mercari, OfferUp và eBay. Nếu bạn có những mặt hàng xa xỉ, bạn cũng có thể thử bán trên Zulzul. Lướt qua từng trang web để xem có bao nhiêu mặt hàng giống như những mặt hàng bạn có, sau đó bắt đầu tạo dựng một trang và đăng chúng lên. Hãy ghi nhớ chi phí vận chuyển cũng như phí phát sinh để xây dựng một trang web. Ví dụ, trên Postma, phí bán hàng dưới 15 đô la, dưới 351.000 đồng đồng là 2,95 đô la, gần 70.000 đồng đồng và phí bán hàng trên 15 đô la, trên 351.000 đồng đồng là 20% giá bán của bạn, nghĩa là bạn giữ lại 80% số tiền bạn kiếm được. Lan nói, công việc này rất hay ho. Nếu bạn có nhiều thời gian rảnh và bạn muốn kiếm tiền vào cuối tuần thì đó là thời điểm tốt nhất để sắp xếp và liệt kê ra mọi thứ. Casey Mowgood đã mở cửa hàng popma của mình vào năm 2016 và đã kiếm được tổng cộng 30.000 USD, hơn 700 triệu đồng. Mất khoảng 2 phút để thiết lập một tài khoản trên nền tảng này. Tôi chỉ làm nó vào những lúc rảnh rỗi thôi, còn bình thường tôi sẽ xem phim trên Netflix, tập thể dục hoặc đi làm công việc chính của mình. Casey Mowgood chia sẻ. 3. Bán các mặt hàng có thể in được. Nếu bạn là người ngăn nắp và có năng khiếu thiết kế, hãy cân nhắc sử dụng các công cụ như Canva hoặc thậm chí Google tài liệu để tạo lịch kỹ thuật số, danh sách kiểm tra, sở ti cơ để mọi người mua trên các trang web như ETI và sau đó họ sẽ tự in. Glan, một người kiếm tiền trên nền tảng này cho biết, tôi đã mua các mẫu bộ công cụ truyền thông ở đó rồi sau đó kiếm tiền. Lướt qua trang web để biết các loại bản in mà mọi người đang bán để có một số ý tưởng về những gì bạn có thể tạo ra. Cũng như các trang web khác, hãy ghi nhớ phí người bán có thể phát sinh từ trang web của ETI. Dây trồ Jimin bắt đầu mở cửa hàng ETI của mình vào năm 2019 và cô kiếm được gần 160.000 đô la, hơn 3,75 tỷ đồng trên trang web này vào năm 2021 nhờ bán các công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số, trò chơi tìm đồ vật trong lễ Giáng sinh và các mặt hàng khác. Tôi sẽ dành 30 phút để ăn uống, sau đó vào thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ bỏ ra 30 phút nữa làm việc trên cửa hàng ETI của mình. Chỉ 30 phút thôi, dây chổ Jimin nói. 4. Viết blog Nếu bạn thích viết lách like và có sự hiểu biết về nhiều chủ đề nhất định, hãy xem xét việc bắt đầu bằng việc viết blog. Các trang tin hiện nay có rất nhiều chủ đề viết từ nuôi dạy con cái đến khoa học thần kinh và cung cấp hai cách kiếm tiền khác nhau, một cách liên quan đến lượng thời gian mọi người dành để đọc nội dung của bạn, cách còn lại liên quan đến việc giới thiệu thành viên. Bạn có thể giới thiệu độc giả trở thành thành viên của trang và nhận được một nửa phí thành viên của họ, trừ phí xử lý thanh toán tiêu chuẩn, miễn là họ vẫn là thành viên, theo một trang tin. Nếu bạn thích viết lách và có sự hiểu biết về nhiều chủ đề nhất định, hãy xem xét việc bắt đầu bằng việc viết blog. Tuy nhiên, để đủ điều kiện tham gia, bạn cần có ít nhất 100 người theo dõi, đã xuất bản tối thiểu một câu chuyện và ít nhất 18 tuổi. Tôi sẽ viết 5 bài đăng một tuần trong một năm. Nếu bạn thực sự muốn làm điều này, một người làm nghề này nói. Các blog và phương tiện truyền thông khác nhau cũng trả tiền cho những người đóng góp trong việc quảng bá các sản phẩm của họ. Nếu có một cửa hàng mà bạn theo dõi thường xuyên, hãy lướt qua trang web và xem liệu có cơ hội nào để viết điều gì đó cho họ hay không. Theo Make It,